Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món bim bim bí đỏ, bánh tráng lắc phô mai. Đây là món ăn vặt được các bạn nhỏ nhà mình rất yêu thích. Với bánh tráng giòn kết hợp với vị ngọt béo của bí đỏ, ăn cực đã miệng. Mình dùng 500g bí đỏ, quả già, gọt vỏ, xắt miếng, rửa sạch. Cho bí đỏ vào nồi hấp. Khi bí đỏ chín mềm thì tắt bếp cho ra bát. Thêm 40g sữa đặc. Dằm nhuyễn bí đỏ với sữa đặc để tạo độ ngọt béo. Bánh tráng gấp làm tư và cắt làm 4 phần. Múc một thìa bí đỏ vào bánh tráng. Phần bánh tráng còn lại phết qua lớp nước. Rồi ép vào bánh tráng có bí đỏ. Miết cho chắc hai mảnh bánh tráng. Làm như vậy cho đến khi hết. Đã xong rồi nè các bạn. Đợi dầu nóng. Kiểm tra dầu sôi. Cho bim bim bí đỏ vào chiên. Sau khi chiên xong, chúng ta rắc thêm bột phô mai vào bim bim. Như vậy bim bim bí đỏ bánh tráng lắc phô mai của chúng ta đã xong rồi. Nhìn khá hấp dẫn các bạn ạ. Xin mời các bạn. Vỏ bánh tráng giòn kết hợp với vị ngọt béo bùi của bí đỏ ăn cực đã miệng. Các bạn ơi, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.